Hai mẹ con tân bóng siêu đỉnh khiến dân mạng đề nghị thay bác và thầy chung vào duyệt. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn gần 2 phút về màn trình diễn tân bóng của hai mẹ con nhà nọ. Clip dù ngắn nhưng đã thu hút đến hơn 5.000 lượt like, hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận trầm trồ khen ngợi của cư dân mạng. Theo như clip ghi lại, người mẹ và cậu con trai cùng nhau chơi tân bóng với nhau. Sự phối hợp ăn ý giữa hai người tạo nên mạng tân bóng vô cùng đẹp mắt. Người mẹ tân bóng liên tục, chỉ còn khéo léo dùng cả hai chân để đỡ bóng. Sau đó người phụ nữ chuyển bóng sang cho cậu nhóc tầm 13 đến 14 tuổi. Rất nhanh chóng, cậu bé đỡ lấy quả bóng và cũng trình diễn màn tân bóng vô cùng điêu luyện của mình. Quả bóng cứ chuyển hết chân này sang chân khác, họ chuyên qua lại cho nhau. Trái bóng không hề bị rơi xuống đất. Cuối clip, cậu bé còn tân bóng bạc đầu khiến ai nấy khi xem đều khâm phục. Màn trình diễn đẳng cấp của hai mẹ con đã khiến cho dân mạng vô cùng xôn xao. Nhiều người thắc mắc rằng không biết hai người có phải còn nhà nòi không mà tân bóng giỏi thế. Số khác lại muốn tác huấn luyện viên Bắc Hang Seo hoặc thầy Mai Đức Chung vào xem và cho họ vào đội tuyển của quốc gia. Cư dân mạng để lại bình luận, thầy Park Hang Seo đã xem, trụ tập mẹ và cháu lên gặp thầy ngay và luôn. Clip gửi thầy Chung nhé, giỏi quá. Tuyển cả mẹ lẫn con vào luôn lớp thần đồng Hoàng Anh Gia Lai.